thế hệ thứ hai của các gia tộc giàu có nhất Việt Nam. Vingroup, TC Group, SHB là những doanh nghiệp rất nổi tiếng tại Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của những người lãnh đạo. Tuy nhiên, thế hệ thứ hai của những người lãnh đạo này cũng tài giỏi không kém và đang dần chứng tỏ bản lĩnh của mình. Có người thì ra sức hỗ trợ đế chế của cha mẹ, còn có người thì khởi nghiệp độc lập, cố gắng tỏa sáng theo cách riêng của mình. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng. Vào ngày 18 tháng 12, VinFast cùng tập đoàn Marubeni đã công bố một biên bản ghi nhớ MOU quan trọng. MOU này tập trung vào việc hợp tác tái sử dụng pin xe điện. Mục tiêu của họ là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn và giảm lượng khí thải nhà kính ở Việt Nam và trên toàn cầu. Đây là một bước tiến lớn trong quan hệ đối tác chiến lược giữa VinFast và Marubeni. Sự kiện này đặc biệt quan trọng vì có sự tham gia của Phạm Nhật Quân Anh, phó tổng giám đốc khối sản xuất của VinFast và cũng là con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup. Phạm Nhật Quân Anh được biết đến với cuộc sống riêng tư kín đáo, sinh năm 1993, không giữ chức vụ nào tại Vingroup. Anh từng sở hữu 0,5% vốn điều lệ của VinFast vào năm 2021. Phạm Nhật Quân Anh cũng dự kiến mua 150.000 cổ phiếu VIC của Vingroup trong đợt phát hành ESOP sắp tới vào ngày 21 tháng 12. Quân Anh lần đầu tiên được công chúng biết đến vào đầu năm 2019 qua một bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trong buổi phỏng vấn đó, ông Vượng đã đi cùng Quân Anh giới thiệu anh là cậu cả của gia đình. Ông Vượng chia sẻ rằng mục đích của việc này là để Quân Anh có cơ hội học hỏi, hiểu rõ hơn về công việc kinh doanh và cách thức làm việc của ông, nhất là khi Quân Anh thường xuyên giao lưu với những người trẻ tuổi hơn mình. Ông Vượng nói, để cho anh ấy học hỏi, nghe xem các chú các bác, rồi bố làm việc như thế nào, chứ bình thường bạn ấy toàn tiếp xúc với đội trẻ hơn mình thì khó vươn lên được. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều thiếu gia và thiên kim sinh trong thập niên 90, 9X cũng đang theo đuổi sự nghiệp kinh doanh giống như cha mẹ họ. Trong số họ, có người đã trở thành trợ lý quan trọng cho cha mẹ, trong khi những người khác lại chọn lập nghiệp độc lập, theo đuổi con đường riêng của mình. Những thiếu gia, thiên kim giúp đỡ công việc kinh doanh của cha mẹ. Đỗ Vinh Quang là một trong những thiếu gia đáng chú ý hiện nay, nổi bật trong thế hệ con cái của các doanh nhân hàng đầu Việt Nam. Anh là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch ngân hàng SHB và cũng là chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, đã hoàn thành chương trình cao học ngành tài chính tại Anh. Ngay từ khi mới 20 tuổi, Đỗ Vinh Quang đã thu hút sự chú ý của công chúng khi mời câu lạc bộ Manchester City đến Việt Nam thi đấu giao hữu. Anh cũng là người xúc tiến thương vụ cho câu lạc bộ SC Heerenveen của Hà Lan mượn cầu thủ Đoàn Văn Hậu với thời hạn 1 năm. Đến năm 2020, khi chỉ mới 25 tuổi, anh đã đảm nhận vị trí chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ngoài vai trò tại câu lạc bộ Hà Nội, anh còn giữ chức phó chủ tịch tập đoàn TNT. Hiện tại thì anh Đỗ Vinh Quang đã sở hữu gần 91 triệu cổ phiếu của SHB với tổng giá trị khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Tiếp theo chúng ta có thể kể đến Tiên Nguyễn, một trong những nhân vật trẻ nổi tiếng trong giới thời trang cao cấp. Tiên Nguyễn tên thật là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là con gái của Jonathan Hạnh Nguyễn, người được mệnh danh là vua hàng hiệu Việt Nam và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Mặc dù còn trẻ, Tiên Nguyễn đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn IPP, bao gồm giám đốc quỹ vì cộng đồng IPP và phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp DAFC. Cô và anh trai mình, Philip Nguyễn, đã nhận giải thưởng doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 và gần đây cô còn nhận giải thưởng Female Icon tại Male Icon Awards 2022. Tiên Nguyễn còn nổi tiếng với gu thời trang ấn tượng, thường xuyên tham dự các show thời trang lớn như Chanel, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana. Một nhân vật trẻ khác đáng chú ý trong ngành công nghiệp ô tô là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1998. Anh là tổng giám đốc của công ty cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, một trong những nhà sản xuất và lắp ráp ô tô hàng đầu Việt Nam thuộc hệ sinh thái của TC Group. Nguyễn Anh Tú, 25 tuổi, con trai của ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch của TC Group. Anh Tú hiện cũng đang giữ vị trí phó tổng giám đốc của TC Group và cũng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng khác tại các công ty thuộc tập đoàn này. Một nhân vật đáng chú ý khác trong giới kinh doanh, đặc biệt là trên trường chứng khoán, đó là Nguyễn Đức Anh, chủ tịch của chứng khoán DSC.
Sinh năm 1995, nước Anh hiện sở hữu trực tiếp và gián tiếp tổng cộng khoảng 143 triệu cổ phiếu DSC, chiếm gần 70% vốn của công ty. Đức Anh là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàng, chủ tịch tập đoàn Thành An. Thú vị là ông Hoàng lại là anh trai của ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch tập đoàn Thành Công. Chứng khoán DSC cũng là một phần của tập đoàn TC Group, sở hữu lượng lớn cổ phiếu DSC. Nguyễn Đức Anh nổi bật trên thị trường chứng khoán với tài sản ước tính khoảng 2.800 tỷ đồng, đưa anh vào danh sách những người trẻ tuổi giàu có hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán. Những doanh nhân 9X tự xây dựng cơ nghiệp riêng. Ông Nguyễn Tấn Danh là một ví dụ điển hình về những thiếu gia thiên kim tự chọn lối đi riêng trong sự nghiệp. Dù sinh ra trong gia đình doanh nhân giàu có, hiện ông là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Fillmore. Sinh năm 1990, ông Danh đã hoàn thành việc học với bằng chuyên ngành quản trị kinh doanh, tiếp thị và tài chính tại Đại học San Francisco của Mỹ. Khi trở về Việt Nam, ông bắt đầu sự nghiệp tại quỹ đầu tư Open Asia và công ty chứng khoán Bản Việt, nơi ông làm việc như một chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường. Sự nghiệp của ông Danh phát triển nhanh chóng và ở tuổi 26, ông đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của tập đoàn Phát Đạt. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2018, ông Danh đã quyết định tách ra khỏi tập đoàn và thành lập công ty cổ phần phát triển bất động sản Fillmore. Công ty này chuyên tập trung vào thị trường bất động sản cao cấp, thường được gọi là high touch. Khi chia sẻ về quyết định thành lập Fillmore, ông Nguyễn Tấn Danh đã kể về một lời khuyên quan trọng mà ông nhận được trong thời gian làm việc tại Phát Đạt. Một người bác của ông từng nói rằng, nếu một cây non luôn được bảo vệ bởi những cây đại thụ xung quanh, nó sẽ khó mà phát triển mạnh mẽ. Lời khuyên này đã trở thành động lực giúp cho ông Danh quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Ông Danh còn nhắc đến một câu rap của Đen Vâu: ai cũng nghĩ mình thật to tát, đến khi đời cho một cái tát to. Để nói về nỗi lo sợ rằng mình sẽ tự mãn, thiếu trải nghiệm và sợ mắc sai lầm khi cứ nhờ sự che chở của bậc tiền bối. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rời khỏi vùng an toàn để tích lũy kinh nghiệm và học hỏi từ những thách thức. Một nhân vật nữa trong danh sách này là anh Lê Đắc Giang, hiện là một YouTuber và là người sáng lập một startup có tiếng. Lê Đắc Giang là con trai thứ hai của ông Lê Đắc Sơn, nguyên tổng giám đốc VP Bank từ năm 2002 đến 2009, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Đại Nam. Lê Đắc Giang đã dành 4 năm ở Mỹ để học tập. Sau khi hoàn thành việc học, cậu út của gia đình ông Lê Đắc Sơn đã thử sức mình với một số công việc. Tuy nhiên, do thiếu đam mê, Giang không tiếp tục theo đuổi. Anh cũng từng có một vị trí cao trong ngành ngân hàng, nhưng đã quyết định từ bỏ vì môi trường công việc không phù hợp. Sau một thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu, Giang phát hiện ra rằng ở Việt Nam chưa có kênh YouTube chuyên về điện ảnh. Trong khi đó, mô hình này lại rất thành công ở các nước khác. Với niềm đam mê điện ảnh và sự hỗ trợ của những người bạn cùng chí hướng, anh đã tạo ra kênh YouTube Phê Phim. Đội ngũ của Giang không chỉ tập trung vào các chủ đề về phim mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như truyện, game và vlog với hàng trăm nghìn người theo dõi cho mỗi kênh. Kênh Phê Phim ra mắt vào tháng 5 năm 2017 đã trở thành kênh YouTube review phim hàng đầu Việt Nam. Đến nay, sau gần 6 năm hoạt động, kênh đã thu hút gần 1,7 triệu người đăng ký và hơn 700 triệu lượt xem. Ngoài những doanh nhân nổi bật kể trên, gần đây, nhiều rich kid trong thế hệ 9X và những người sinh năm 2000 cũng đang nổi lên, sở hữu khối tài sản đáng kể. Họ là con của các doanh nhân nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trên thị trường chứng khoán. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!